Tối qua, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Hòa tổ chức khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa năm 2019. Tại buổi lễ, hơn 600 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên người dân tộc thiểu số đã đến tham gia. Trong đêm biểu diễn nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, hơn 200 diễn viên quần chúng đến từ 5 đơn vị Cam Lâm, Cam Ranh, Ninh Hòa, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Một số tiết mục đã thu hút sự quan tâm của khán giả như hoạt cảnh đám cưới của người dân tộc Rắc Lây, đoàn nghệ thuật Khánh Sơn, hòa tấu Mã La mừng lúa mới, đoàn Khánh Vĩnh. Trước đó, các đoàn vận động viên, nghệ nhân các dân tộc của các đơn vị đã thi đấu các môn thể thao truyền thống, tổ chức các gian hàng mang đậm tính vùng miền dân tộc, các gian hàng nông sản. Ngoài ra, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cam Lâm, triển lãm ảnh Nét đẹp xứ Trầm Hương với hơn 100 bức ảnh nghệ thuật được khai mạc tối 18 tháng 4 để đông đảo người dân đón xem.